Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Hiện nay khối không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống các vùng biển ở nước ta và sẽ được tăng cường tiếp trong những ngày cuối tuần và trong cả tuần sau. Đới gió đông bắc tiếp tục là hướng gió chủ đạo trên hầu khắp các vùng biển từ bắc xuống nam. Từ tối và đêm nay, gió trên các vùng biển ở phía bắc sẽ mạnh lên. Đến sáng ngày mai, gió đông bắc ở tại vịnh Bắc Bộ và bắc của biển Đông sẽ mạnh lên cấp 6, có thể đạt trên cấp 6, giật đến cấp 8, biển động mạnh. Các vùng biển ở miền Trung và Nam Bộ đến trưa chiều ngày mai mới có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đợt không khí lạnh tăng cường trong khoảng ngày 24 và ngày 25 tháng 12 sẽ có cường độ rất mạnh và lệch đông. Vì thế mà ở các vùng biển ở Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực Nam Biển Đông, gió đông bắc luôn mạnh ở cấp 5, cấp 6, giật cấp 8. Riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông còn có gió đông bắc mạnh liên tục ở cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, từ giữa tuần sau khoảng ngày 25-26 tháng 12, vùng giữa và Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp. Không loại trừ khả năng vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Chính vì vậy, trong cả tuần sau, thời tiết trên các vùng biển Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông được dự báo là sẽ diễn biến xấu và không ổn định. Bà con ngư dân cần liên tục theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo, không nên ra khơi để bảo đảm an toàn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 3 ngày tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường nên trong tối và đêm ngày hôm nay, gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 5. Từ sáng sớm ngày mai thì gió có lúc đạt đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vì thế, các tàu thuyền nên hạn chế ra khơi. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, từ đêm nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sau đó cũng từ ngày 25 tháng 12 thì đới gió đông bắc lệch đông nhiều hơn, nên trường gió đông bắc tại đây giảm cấp đi đôi chút, nhưng cũng luôn ở cấp 5, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động, không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Vùng biển Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Trong đêm nay, tạm thời gió đông bắc hoạt động với cường độ chủ yếu khoảng cấp 4, cấp 5. Nhưng từ ngày mai, gió sẽ mạnh dần lên, đặc biệt là trong khoảng ngày 24 và ngày 25 tháng 12 trở đi. Gió đông bắc mạnh liên tục thổi ở mức cấp 6, giật cấp 8, sẽ xuất hiện gây biển động sóng lớn, không an toàn cho hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Vùng biển Bình Định cho đến Ninh Thuận, trong đêm nay thời tiết chưa có nhiều biến động nên tình trạng biển vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, từ khoảng trưa ngày mai trở đi thì tại đây gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, có lúc đạt cấp 7, giật cấp 8, biển động. Các tàu thuyền đang tham gia đánh bắt trên vùng biển này cần lưu ý để có kế hoạch hoạt động phù hợp và an toàn. Xuống đến vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, bao gồm đảo Phú Quý và Côn Đảo. Thời tiết ổn định, các tàu thuyền vẫn có thể hoạt động được bình thường. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý với bà con là khoảng chiều tối ngày mai trở đi thì đới gió đông bắc có cường độ mạnh cũng sẽ dồn xuống đến vùng biển này. Tại đây, gió sẽ đạt được cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển có thể dâng cao cho đến 3 mét, không an toàn cho hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Vùng biển Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Hướng gió thịnh hành trên vùng biển này cũng là hướng đông bắc, tuy nhiên cường độ gió không mạnh, cao nhất cũng chỉ đạt cấp 4, biển không động. Trong những ngày tới, đây vẫn sẽ là vùng biển khá an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Vùng biển Vịnh Thái Lan, trong khoảng 3 ngày tới thì gió đông bắc sẽ hoạt động với cường độ khá yếu, nên tình trạng biển bình thường, sóng biển thấp, cùng với tình trạng ít mưa, tầm nhìn thông thoáng và an toàn cho mọi hoạt động hàng hải. Quay trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc duy trì cường độ cấp 6, giật đến cấp 8, cấp 9. Sau đó, từ ngày 24 và 25 tháng 12, khối khí lạnh lại tăng cường mạnh. Tại đây sẽ có gió đông bắc mạnh đến cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc. Trong đêm nay, gió đông bắc cũng chỉ hoạt động đến cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, cũng từ trưa ngày mai thì gió sẽ mạnh dần lên, giật cấp 6, cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Ngoài ra, từ ngày 24, 25 tháng 12, khả năng sẽ hình thành một vùng áp thấp trên khu vực biển này. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực ở phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai, gió đông bắc duy trì cường độ trung bình. Từ khoảng chiều tối ngày mai 23 tháng 12 thì gió cũng mạnh dần lên mức cấp 5, cấp 6, biển động. Thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin tiếp theo.